Vâng, ba Milan dành cho Khóc. Bên kia là hai Kata, một Roman, một Hit. Hai Kata, một Roman và một Hitty. Vâng, còn đây là màn hình máy tới từ game thủ không được khóc, người cầm ba Milan. Hào là người cầm AC, đầu cánh của game thủ không được khóc. Còn đây là màn hình máy chip boy cũng AC, như vậy là hai AC chui ra ngoài. Và cuối cùng là một màn hình máy tới từ game thủ No 1, người cầm Babylon. Chip boy lại hy sinh cho đồng đội và đánh chém trận này thì em. Kệ No 1 muốn làm gì thì làm. Khóc sẽ đánh cánh của game thủ Mạnh Hào. Gần như này thì cứ ở nhà mà đánh em ạ, không phải tương lai đâu. Gần lắm, này nó gần. Cẩn thận 9 giờ nhá. À, cẩn thận 9 giờ có người luôn đấy. Ờ, ok, ok, ok. Đây là màn hình máy của game thủ Mạnh Hào, rất đẹp rồi. Đủ đồ luôn thì phải. Có hiêu, có voi. Những bầy hiêu này hơi khoai nhá. Cùng xem 9 giờ có người hay không để con biết. Đây có rồi, có rồi, có rồi, có rồi. Hào, Hào có rồi, Hào có rồi. Em đi dò đi, Pan đi tìm đồ đi. Vâng, bài đã đủ đồ luôn, đã có quả phụ dành cho game thủ Mạnh Hào rồi, không cần phải đi dò. Bài dò có 3% của Mạnh Hào, có thêm xe dò chắc lên đến 5%. Bây giờ đang là 4 rồi, xe dò chạy vào 9 giờ lên 5% là vừa đẹp. Đang xem trận thiếu này thì ở cánh bên kia Chip Boy sẽ là người đánh chém hy sinh như No 1 thôi. Mặc dù là người cầm Assyrian. Đây là màn hình máy của No 1. Thế sát mép tường. Thế gãi đây rồi. Vâng, có thêm voi ở cái ông No 1 đấy. Vâng, bài dừng cực đẹp rồi. Dừng quá đẹp dành cho No 1. Bây giờ thiếu mỗi một bãi quả phụ nữa thôi. Bãi quả phụ nữa là ngon. Bảy hiệu 6 dành cho No 1, cộng thêm ít nhất là một voi. Bài siêu nhiều rừng rồi. Như vậy là nhà 4 nữa, góc 9 giờ. 4 là người cầm Mitty. Úi rồi xong rồi. Chủ lực thì lại là ở gần như thế này. Một Pan, một Assyrian. Mà bài Assyrian đẹp sẵn rồi. Chờ mỗi cái bài bài Pan của game thủ. Vâng, bài Pan cũng rất đẹp. Tôi đã chuyển màn hình ngay cho các bạn sau một ít phút mà kia viên đang chỉnh. Vâng, bài Pan cũng là một trong những bài rất đẹp. Chúng ta cũng chuyển sang bài Pan Milan của Khóc. Có quả phụ, có voi, có hiêu. Cực kỳ ổn. Đóng lờ tại nhà hướng thẳng 9 giờ và phang luôn nhà Hitty này để xong trận thi đấu luôn cho nó nhanh. Còn đây là màn hình máy của Mạnh Hào. Nghe nói là Mạnh Hào vâng ăn dò ra bãi quả xa và ăn tranh với Hit luôn. Này nhìn này. Nhìn Hit đây mày, sát mép 9 giờ luôn. Lao thẳng 9 giờ là chết người luôn. Chiếc BS dành cho Mạnh Hào để ăn thêm bầy hiêu. Bầy hiêu to 27 dân dành cho Mạnh Hào. Khỏe lắm. Siêu khỏe. Đâu, bài rất khỏe. Câu được con voi nữa ở bên phía nhà Hitty về và đang ăn tranh với Hitty. Màu hai người cầm Roman lên đời sớm. Không biết hai. BM dành cho Mạnh Hào. Còn đây là BA. Bài kích đời vâng 28 dân ở 14x dành cho game thủ Mạnh Hào. 13x chứ không phải 14 luôn. Nào,
13, 16 với 28 dân AC, vâng, của Assyrian. Quá trâu. Kéo dân về đi Hào ơi, dân ăn quả chanh. Về làm chữ S ăn gỗ đi. Vâng, trong khi đó người đi dâng, vâng, người đi chém hộ cho Mạnh Hào là Game Thủ Con Khóc đã bắt đầu chạy dò về phía nhà của người cầm Hitty. Bài khá kín, công luôn T nào ơi. Bài nó kín, T luôn, T luôn. Bài kín ở bên, cứ chọc E đi, chọc thằng E đi, chọc nó không còn lối. Chọc thằng E đi. T, T lên rồi, T lên rồi. Vâng, đây là màn hình máy của Game Thủ Mạnh Hào. Như vậy là một chọc khóc chứ không đánh vào Mạnh Hào. Một dâng lờ thẳng vào nhà khóc ấy nhá. Vâng, 5 nhà BA dành cho Mạnh Hào với bài 28 dần. Không thường gặp những người đánh 5 nhà BA trong 4-4. Màu 4 không lên được đời. Khổ lắm rồi. Còn nó bay gỗ là xong nhé. Vâng, 5 nhà BA dành cho Game Thủ Mạnh Hào. Sóc tơn thứ hai vẫn đều. Đẩy luôn rồi em ơi, đẩy luôn rồi. Có 5 nhà, có cùng giờ tới rồi đấy. Màu 4 sẽ fit luôn, chủ lực bên phía của team Liên Quân sẽ chết luôn. Vâng, khó dành cho màu 4 rồi. Lọt vào đi em. Những con lạc đà của Parmesan. Bây giờ tơn 2 thì để thủ, còn tơn đầu thì vào ăn dân rồi. Tháo cống và chạy. Như vậy là quyết luôn rồi. 3-0 xe đầu cho Game Thủ bên phía team AOE KTV một cách nhẹ nhàng. Vâng, không có thể dễ hơn nữa.